Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều tập 1. Bài 39, chia cho 10, 100, 1000. Trang 89, 90. Cô giáo có tình huống sau. Cô giáo nêu yêu cầu với hai bạn. Hãy nêu một phép nhân với 10 rồi từ đó nêu phép chia cho 10 tương ứng. Bạn nữ nêu phép nhân 23 x 10 bằng 230. Và bạn nam nêu luôn được phép chia tương ứng. 230 chia 10 bằng 23. Hay phép nhân 37 x 10 bằng 370. Từ phép nhân này, ta có phép chia tương ứng 370 chia 10 bằng 37. 230 chia 10 bằng 23, vì 23 x 10 bằng 230. Khi ta lấy tích của hai thừa số, tức là tích ở đây là 230, ta chia cho một thừa số, tức là ta chia cho 10 thì sẽ được thừa số còn lại. Đấy. Hay 2300 chia cho 100 bằng 23. Vì 23 x 100 bằng 2300. Ta lấy tích là 2300. Ta chia cho một thừa số là 100 thì được thừa số còn lại. Trở lại phép chia 230 chia cho 10 được 23. Chúng mình có nhận xét gì khi chia một số tròn trục cho 10? Cái số tròn trục là 230. Khi ta chia cho 10 thì kết quả là cái chữ số 0 tận cùng của số 230 chúng ta đã bỏ đi, phải không? Đấy, ta đã bỏ đi, ta được kết quả là 23. Hay 2300 chia cho 100, đây là số tròn trăm, phải không? Khi chia một số tròn trăm cho 100 thì chúng ta thế nào? Chúng ta đã bỏ hai chữ số 0 tận cùng của cái số tròn trăm đó. Kết quả bằng 23. Vậy chúng mình có nhận xét gì khi chia một số tròn trục, tròn trăm cho 10, 100? Khi ta chia một số tròn trục, tròn trăm cho 10, 100 thì ta chỉ việc bỏ bớt đi một hoặc hai chữ số 0 ở bên phải số đó. Hay cô giáo lại có ví dụ 23.000. Cô giáo chia cho 1.000. Đây là số tròn nghìn, phải không? Cô giáo chia cho 1.000 thì cô giáo chỉ việc bỏ 3 chữ số 0 ở tận cùng cái số đó. Kết quả bằng 23, phải không? Như vậy, khi chia số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, vân vân cho 10, 100, 1.000, ta chỉ việc bỏ bớt đi 1, 2, 3, vân vân chữ số 0 ở bên phải số đó. Khi chia số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, vân vân cho 10, 100, 1.000, ta chỉ việc bỏ bớt đi 1, 2, 3 chữ số 0 ở bên phải số đó. Như vậy, chúng mình vừa tìm hiểu cách chia số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1.000, vân vân. Bây giờ chúng mình vận dụng cách chia này để chúng ta làm bài tập thực hành. Bài 1 A tính nhẩm. Ở bài 1 chúng ta có 3 cột phép tính. Chúng ta sẽ nhẩm tính kết quả và chúng ta điền kết quả. 8.000 chia 10. Đây là chia một số tròn nghìn cho 10. Ta chỉ việc bỏ bớt một chữ số 0 ở bên phải cái số đó, phải không? Ta được kết quả là bao nhiêu? Bỏ một chữ số 0, ta được kết quả bằng 800. 8.000 chia 10 bằng 800. Tiếp tục 8.000 chia cho 100. Chia số tròn nghìn cho 100, ta chỉ việc bớt đi mấy chữ số 0. Ta đếm với số 100 này có hai chữ số 0 thì cái số bị chia này ta bớt đi hai chữ số 0. Thì ta được kết quả bằng 80. 8.000 chia cho 1.000. Số 1.000 có 3 chữ số 0.
thì ta cũng bớt 3 chữ số 0 ở số bị chia, kết quả bằng 8. 56.000 chia 10. Chia cho 10, ta bớt đi 1 chữ số 0. Của số 56.000 ta được 5.600. 56.000 chia cho 100. Số 100 có 2 chữ số 0, chúng ta bớt đi 2 chữ số 0 tận cùng bên phải của số 56.000 bằng 560. 56.000 chia cho 1.000, chúng ta bớt đi 3 chữ số 0 ở số 56.000 được 56. 6.400 chia 10 bằng 640. 6.400 chia 100 bằng 64. 64.000 chia 1.000 bằng 64. Câu B, 130 chia 10. Chia 130 chia 10, ta bỏ bớt 1 chữ số 0 bên phải số 13, ta được 100, số 130 được 13. 1.500 chia 10 được 150. 2.300 chia 100 bằng 23. 1.800 chia 100 bằng 18. 21.000 chia 1.000 bằng 21. 203.000 chia 1.000 bằng 203. Như vậy bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã làm phép tính nhẩm để củng cố về phép chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, vân vân cho 10, 100, 1.000, vân vân. Bài 2, tính nhẩm theo mẫu. Mẫu 840 chia 40. Cô giáo nhẩm tính như sau. Ta thấy số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 tận cùng. Như vậy ta cùng bỏ chữ số tơ 0 tận cùng bên phải của số bị chia và số chia thì ta được 84 chia cho 4. 84 chia 4 được 21. Dựa vào mẫu, chúng mình thực hiện nhẩm tính câu A và câu B. A, 350 chia 50. Chúng ta thấy số bị chia và số chia ở đây đều có một chữ số 0 ở tận cùng bên phải. Chúng ta cùng bỏ hai chữ số 0 này đi. Ta được 35 chia 5 bằng 7. Tiếp tục, 240 chia 30. Số bị chia và số chia cũng đều có một chữ số 0 ở tận cùng. Ta bỏ hai chữ số 0 ở tận cùng, hai số này đi, ta được 24 chia 3 được 8. B, 2.400 chia 60. Như vậy chúng ta thấy ở số chia này có một chữ số 0 và số bị chia cũng có hai chữ số 0 ở tận cùng thì chúng ta sẽ bỏ một chữ số 0 tận cùng của số bị chia và số chia đi. Được 240, 240 chia cho 6. Chúng ta lấy 24 chia 6 được 4 và 0 chia 6 được 0. Được kết quả là 40. 6.300 chia 70. Ta cùng bỏ một chữ số 0 tận cùng của số bị chia và số chia. Được kết quả là 630 chia cho 7. 63 chia 7 được 9. 0 chia 7 được 0. Kết quả được 90. Bài 3. Để vận chuyển hết các bao gạo, mỗi bao cân nặng 100kg, người ta đã dùng một xe ô tô có trọng tải 25 tấn và một xe container có trọng tải 60 tấn. Hỏi có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu bao gạo lên xe ô tô, bao nhiêu bao gạo lên xe container. Quan sát bài tập chúng ta thấy đây là số gạo người ta cần, số bao gạo người ta cần phải chuyển. Và đây là hai xe ô tô. Một xe ô tô có trọng tải 25 tấn và một xe container có trọng tải 60 tấn. Bài yêu cầu chúng ta tính xem có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu bao. Bao nhiêu bao gạo lên xe ô tô và bao nhiêu bao gạo lên xe container.
Xe ô tô có trọng tải 25 tấn và mỗi bao gạo cân nặng 100 kg, và xe container có trọng tải 60 tấn. Bây giờ muốn biết xem là có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu bao gạo lên xe ô tô và bao nhiêu bao gạo lên xe container, thì chúng ta phải đưa cùng về một đơn vị, phải không? 25 tấn này và 60 tấn chúng ta phải đưa cùng một đơn vị, đó là kg. Cùng một đơn vị là kg. Chúng ta đổi 25 tấn bằng bao nhiêu kg? 1 tấn bằng 1.000 kg, 25 tấn chúng ta lấy 1.000 nhân với 25 bằng 25.000 kg. Và chúng ta đổi 60 tấn cũng bằng 1.000 nhân với 60 bằng 60.000 kg. Sau đó chúng ta tính số bao gạo nhiều nhất có thể xếp lên xe ô tô. Một bao gạo nặng 100 kg. Bây giờ cái xe đó nặng 25.000 kg, thì chúng ta tính số bao gạo, chúng ta lấy 25.000 nhân 100, chia cho 100. Số bao gạo nhiều nhất xếp lên ô tô, phải không? Hai mươi lăm nghìn chia cho 100 bằng 250 bao. Bây giờ cũng ta tính tiếp là số bao gạo nhiều nhất xếp lên xe container. Sáu mươi nghìn chia 100 bằng 600 bao. Và đây là toàn bộ lời giải của cô giáo. Đổi 25 tấn bằng 25.000 kg, 60 tấn bằng 60.000 kg. Số bao gạo nhiều nhất có thể xếp lên xe ô tô là 25.000 chia 100 bằng 250 bao. Số bao gạo nhiều nhất có thể xếp lên xe container là 60.000 chia 100 bằng 600 bao. Đáp số: xe ô tô 250 bao, xe container 600 bao. Như vậy bài tập 3 vừa rồi chúng mình đã giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia một số cho 100. Bài 4, trò chơi ai nhanh ai đúng. A. Em viết một phép chia cho 10, 100, 1.000. Chẳng hạn 4.500 chia 100. Em đố bạn nhẩm nhanh kết quả. Em và bạn đổi vai cùng chơi. Quan sát bài tập, chúng ta thấy hai bạn, một bạn nữ và một bạn nam đang chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. Một bạn nữ nêu một phép chia, chẳng hạn là 4.500 chia cho 100, đố bạn nam nhẩm nhanh kết quả bằng bao nhiêu, và bạn nam nói luôn kết quả bằng 45. Và cứ như vậy hai bạn lại đổi vai cho nhau. Chúng mình ở tổ, ở nhóm, ở lớp cũng vậy, hoặc là ở nhà chúng mình đổi vai cho nhau. Một bạn nêu phép chia, một phép chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn vân vân cho 10, 100, 1.000 vân vân. Sau đó bạn kia nêu kết quả và ngược lại. Cô giáo có ví dụ sau. Em viết một phép chia cho 10, 100, 1.000 vân vân.
Ví dụ cô giáo có phép chia 180 chia 10. 180 chia 10 bằng 18. 2900 chia 100 bằng 29. 45.000 chia 1.000 bằng 45. Đấy, như vậy, cách làm là như vậy. Bây giờ chúng ta chuyển câu B. Nói với bạn cách nhẩm nhanh của em trong các phép chia trên. Đấy. Câu B, chúng mình nói với bạn cách nhẩm nhanh của phép chia. Chúng ta vừa mới làm xong, phải không? Khi chia một số tròn trục, tròn trăm cho 10, 100, 1.000 thì ta chỉ việc bớt đi 1, 2, 3 chữ số 0 ở bên phải số đó, phải không? Chia cho 10 thì ta đếm cái số 10 này này có một chữ số 0 thì ta bớt một chữ số 0 bên phải của số bị chia. Chia cho 100 cũng vậy, số 100 có hai chữ số 0 thì ta bớt ở bên phải cái số bị chia đó hai chữ số 0 tận cùng, và tương tự với 1.000 cũng vậy. Cách làm: khi chia số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, vân vân cho 10, 100, 1.000, vân vân, ta chỉ việc bỏ bớt đi 1, 2, 3 chữ số 0 ở bên phải số đó. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con biết cách chia số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, vân vân cho 10, 100, 1.000, vân vân. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.